nói các thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập tạng, thập địa, thập nguyện, thập định, thập thông, thập đảnh. Những vị đại Bồ Tát đó lại đề ra 30 vấn đề. 10 vấn đề này là hỏi nhân, 20 vấn đề sau là hỏi quả. Các ngài cầu Phật từ bi nói ra 10 thứ trụ của tất cả Bồ Tát. Một phát tâm trụ, hai trị địa trụ, ba tu hành trụ, bốn sinh quý trụ, sáu tránh tâm trụ, bảy bất thoái trụ. 8. Đồng chân trụ 9. Pháp vương trụ 10. Quán đành trụ Tất cả Bồ Tát tu 10 thứ hạnh 1. Hoan hỷ hạnh 2. Nhiều ích hạnh 3. Vô sân hận hạnh 4. Vô tận hạnh 5. Ly si loạn hạnh 6. Thiện hiện hạnh 7. Vô trước hạnh 8. Tôn trọng hạnh 9. Thiện pháp hạnh 10. Chân thật hạnh Tất cả Bồ Tát đều có 10 thứ hồi hướng một bất hoại hồi hướng hai cứu hộ chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi hướng ba đồng tất cả phật hồi hướng bốn đến nhất thiết xứ hồi hướng năm vô tận công đức tạng hồi hướng sáu tùy thuận bình đẳng thiện can hồi hướng bảy tùy thuận đồng quán tất cả chúng sinh hồi hướng tám Trần như tướng hồi hướng chín vô phước giải thoát